Rất cảm ơn và xin kính chào quý vị đến với cập nhật mới nhất về những vấn đề nóng của thế giới trên kênh youtube của chúng tôi. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Thời báo Israel dẫn lời người phát ngôn lực lượng phòng vệ Israel IDF Daniel Hagari cho biết quân đội nước này đã chọc thủng phòng tuyến của Hamas ở phía bắc giải Gaza. Ông Hagari nói, với kế hoạch đã định, thông tin tình báo chính xác và các cuộc tấn công phối hợp từ trên bộ, trên không và trên biển, lực lượng của chúng tôi đã chọc thủng tuyến phòng thủ của Hamas ở phía bắc giải Gaza. Ông Daniel Hagari cho biết thêm, một thủ lĩnh của Hamas đã thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel. Lực lượng của chúng tôi sau khi nhận được thông tin tình báo chính xác từ Cục Tình báo và Cơ quan An ninh Israel, ISA, đã bắn hạ chỉ huy một đội quân chống tăng của Hamas bằng máy bay chiến đấu. Đây là đội quân nguy hiểm và thiện chiến của Hamas. Việc loại bỏ đội quân này sẽ ảnh hưởng đến khả năng chiến đấu của Hamas trong tương lai. Ông Daniel Hagari cũng cáo buộc phong trào Hamas đã đưa tin sai sự thật về cuộc xung đột và cho biết Israel sẽ chia sẻ những thông tin chính xác. Chúng tôi sẽ tiếp tục chia sẻ với thế giới những bằng chứng cụ thể và kỹ lưỡng như những gì chúng tôi đã làm sau khi xảy ra vụ việc bệnh viện Al-Madadi bị không kích. Về phần mình, tướng Isis Cohen, chỉ huy sư đoàn 162 của IDF cho biết Lực lượng Israel đã tiến sâu vào giải Gaza và đang ở cửa ngõ thành phố Gaza. Ông nói với các phóng viên rằng trong năm ngày qua, chúng tôi đã phá hủy phần lớn năng lực của Hamas, tấn công các cơ sở chiến lược của tổ chức này. Tuy nhiên, ông cảnh báo rằng đó là một nhiệm vụ lâu dài và còn nhiều việc phải làm. Trong khi đó, Tham mưu trưởng IDF, Trung tướng Hexi Halevi nêu rõ, cái giá phải trả trong cuộc chiến chống lại Hamas là nặng nề và đau đớn nhưng cần thiết. Ông Halevi tuyên bố, chúng ta đang ở giữa một cuộc chiến, đây sẽ là một cuộc chiến lâu dài và chúng ta sẽ chiến đấu đến cùng. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Joab Gallant cho biết, các trận chiến khốc liệt đang diễn ra ở Gaza, IDF đang tiến trên con đường đánh bại Hamas. Cuộc chiến đang tiến triển theo đúng mục tiêu, Hamas đang phải hứng chịu những đòn nặng nề. Hơn 10.000 quả đạn pháo đã được thả xuống thành phố Gaza, hàng nghìn mục tiêu bị tấn công, hàng nghìn địa điểm bị phá hủy. Ông Galen thông báo các binh sĩ IDF đang chạm trán với nhiều tay súng Hamas từ những đường hầm, bệnh viện và trường học, đồng thời cam kết rằng Israel sẽ không dừng lại cho đến khi tiêu diệt được tất cả những kẻ khủng bố. Bộ Ngoại giao Ai Cập mới đây cho biết, nước này đang phối hợp với các bên quốc tế chuẩn bị đón khoảng 7.000 người mang hộ chiếu nước ngoài từ giải Gaza sang bán đảo Sinai của Ai Cập trong thời gian tới. Theo bộ này, những công dân nước ngoài mang quốc tịch của khoảng 60 quốc gia sẽ được thông quan qua cửa khẩu trên bộ Rafa. Từ đó, trong ngày 1 tháng 11, khoảng 320 công dân mang hộ chiếu nước ngoài đã di chuyển qua cửa khẩu Rafa vào bán đảo Sinai. Đây là những công dân nước ngoài đầu tiên rời khỏi Gaza qua cửa khẩu Rafa kể từ đầu giao tranh hôm 7 tháng 10. Ngoài ra, 76 người Palestine bị thương trong các cuộc không kích của quân đội Israel vào Gaza cũng đã được chuyển sang điều trị tại Sinai. Theo truyền thông khu vực, nhà chức trách Ai Cập đã chuẩn bị 3 bệnh viện giã chiến tại khu vực Bắc Sinai để hỗ trợ điều trị người bị thương Palestine. Kể từ đầu chiến dịch không kích của quân đội Israel vào giải Gaza sáng ngày 7 tháng 10, Ai Cập đã tiến hành nhiều nỗ lực để hạ nhiệt giao tranh cũng như chuyển hàng cứu trợ nhân đạo vào giải Gaza. Thành phố El Arid nằm cách cửa khẩu Rafah khoảng 45 km, là nơi tập kết hàng nghìn tấn hàng cứu trợ nhân đạo do Ai Cập huy động từ nguồn trong nước cùng sự đóng góp của cộng đồng quốc tế để chuyển cho người Palestine ở Gaza. Tuy nhiên, cục thông tin nhà nước Ai Cập, SIS, cho biết việc chuyển hàng cứu trợ nhân đạo vào Gaza cũng như đón công dân quốc tế từ Gaza sang Sinai gặp rất nhiều thách thức do các cuộc không kích bừa bãi và vô trách nhiệm của quân đội Israel. Trước đó, các nước như Mỹ, Anh, Pháp, Áo, Australia, Nhật Bản xác nhận công dân đã rời giải Gaza an toàn và tới Ai Cập thông qua cửa khẩu Rafah. Bộ Ngoại giao Pháp cho biết 5 công dân nước này nằm trong số hàng chục người mang hai hộ chiếu và những người bị thương nặng có thể rời khỏi giải Gaza. Trong khi đó, chính phủ Anh thông báo nhóm công dân đầu tiên của mình được phép rời Gaza đã vào Ai Cập thông qua cửa khẩu Rafah, song không nêu số lượng cụ thể. Anh cũng cho biết sẽ có thêm nhiều công dân nước này có thể rời Gaza khi cửa khẩu Rafah mở cửa trở lại trong thời gian giới hạn và có kiểm soát vào những ngày tới. Người phát ngôn Bộ ngoại giao Mỹ, Matthew Miller, xác nhận các công dân Mỹ nằm trong số những công dân nước ngoài đầu tiên đã rời Gaza qua cửa khẩu Rafah trong ngày 1 tháng 11. Tuy nhiên, ông không nêu cụ thể số lượng. Bộ trên ước tính có khoảng 400 công dân Mỹ mắc kẹt tại Gaza. Tổng thống Mỹ Joe Biden trước đó cho biết các công dân Mỹ nằm trong nhóm khoảng 1.000 người được rời khỏi giải Gaza. Ông cam kết sẽ tiếp tục đưa người Mỹ rời khu vực an toàn càng sớm càng tốt. Tổng thống Biden cũng đã bày tỏ cảm ơn các đối tác trong khu vực, đặc biệt là Qatar, đã hợp tác chặt chẽ với Mỹ để hỗ trợ các cuộc đàm phán và tạo điều kiện cho công dân rời giải Gaza. Trong số nhóm người nước ngoài đầu tiên rời Gaza đến Ai Cập qua cửa khẩu Rafah, còn có 31 công dân Áo, 20 công dân Australia và 10 công dân Nhật Bản cùng 8 thành viên trong gia đình. Diễn biến nói trên là một phần trong thỏa thuận do Qatar làm trung gian giữa Ai Cập, phong trào Hamas và Israel nhằm cho phép sơ tán những người mang hộ chiếu nước ngoài và một số người bị thương nặng ra khỏi Gaza. Ai Cập đã đặt các bệnh viện ở Bắc Sinai trong tình trạng báo động và chuẩn bị lực lượng y bác sĩ cũng như vật tư y tế cần thiết để hỗ trợ người Palestine trong diễn biến liên quan, trước đó vào ngày 31 tháng 10, Bộ trưởng Y tế Jordani, ông Firat al-Hawari, cũng cho biết nước này đã điều 6 xe tải chở thuốc men đến cho người Palestine qua cửa khẩu King Hussein Bridge giữa Jordani và khu bờ Tây của Palestine. Chính phủ Jordani cũng thông báo sáng kiến Trung tâm điều trị ung thư King Hussein giúp điều trị trẻ em Gaza mắc ung thư. Bộ trưởng Thông tin Chính phủ Ông Mohanad Mubaidin nhấn mạnh tầm quan trọng của việc có một tuyến đường song song để vận chuyển hàng viện trợ nhân đạo vào Gaza. Ngoài ra, hai máy bay của Jordani mang theo vật liệu cứu trợ đã hạ cánh xuống Ai Cập, chuẩn bị chuyển hàng sang Gaza qua cửa khẩu Rafah. Theo lãnh đạo tối cao Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei cũng đã kêu gọi các quốc gia Hồi giáo tẩy chay Israel, nhất là ngừng xuất khẩu dầu khí và thực phẩm đến Israel nhằm buộc nước này chấm dứt các cuộc đánh bom vào giải Gaza. vị lãnh đạo cấp cao này của Iran đã nhiều lần lên án các cuộc tấn công của Israel tại giải Gaza, khẳng định Israel đã vượt làn ranh đỏ. Đồng thời Iran đưa ra cảnh báo nếu Israel không chấm dứt các hành động thù địch đối với người dân Palestine, các nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn tại Trung Đông sẵn sàng có động thái đáp trả. Bên cạnh đó, Iran cũng lên án lập trường của Mỹ, nhấn mạnh mặc dù Mỹ kêu gọi các nước kiềm chế, song lại hoàn toàn ủng hộ Israel. Iran khẳng định nếu Mỹ tiếp tục duy trì lập trường này, các mặt trận mới chống Mỹ sẽ tiếp tục được mở ra. Thời gian qua, Mỹ và Israel cũng liên tiếp cáo buộc Iran đang tìm cách hỗ trợ Hamas thông qua tích cử hậu thuẫn các nhóm vũ trang thân Iran tại Trung Đông tiến hành các vụ tấn công nhắm vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Iraq, Syria và cơ sở lợi ích của Israel tại biên giới Liban, Israel. Trước đó, theo báo Jerusalem Post, Ngoại trưởng Iran Hossein Amir Abdullahian cũng tuyên bố nếu xung đột tại Gaza tiếp diễn, trục kháng chiến sẽ thực hiện những hành động bất ngờ khác nhằm vào Israel. Ông Hossein Amir Abdullahian còn cảnh báo nếu Tel Aviv không thực hiện ngừng bắn ngay lập tức ở giải Gaza và các cuộc tấn công vẫn tiếp tục, thì hậu quả từ các hành động bất ngờ của trục kháng chiến sẽ rất khắc nghiệt. Tuyên bố trên được đưa ra trong chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ của Ngoại trưởng Iran. Trước đó, khi đến Qatar, Ngoại trưởng Hossein Amir Abdullahian đã có các cuộc gặp với các thủ lĩnh Hamas các động thái trên của Iran được đánh giá là nhằm liên kết các lực lượng, bao gồm phong trào Hezbollah tại Liban, nhóm Houthi tại Yemen, phong trào Hồi giáo Jihad Palestine, các nhóm dân quân tại Iraq và Syria hướng tới mục tiêu gia tăng các nguy cơ đối với Israel. Trong khi đó, theo tờ The Time of Israel ngày 1 tháng 11, phát biểu trong một cuộc họp đánh giá tình hình chiến sự được tổ chức gần biên giới Gaza, Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Yoav Gallant cho biết rất ấn tượng trước hành động quyết đoán và dứt khoát có sự hợp tác mạnh mẽ giữa lực lượng mặt đất và không quân của Israel. Bộ trưởng Quốc phòng Israel cho biết thêm, các hoạt động của quân đội nước này ở giải Gaza đã làm lộ ra các đường hầm dưới lòng đất và buộc những tay súng Hamas phải ra ngoài. Tuy nhiên, theo ông Gallen, phía Israel cũng phải trả giá như xảy ra trong bất kỳ trận chiến nào nhằm ám chỉ 15 binh sĩ Israel đã tử trận kể từ khi quân đội nước này tiến hành chiến dịch trên bộ ở giải Gaza. Vào giữa tháng 10, Ngoại trưởng Iran Hossein Amir Abdullahian cũng đưa ra lời kêu gọi tương tự, đề nghị các quốc gia hồi giáo áp đặt lệnh cấm vận dầu mỏ ngay lập tức và toàn diện đối với Israel. Hạ viện Libya, nằm ở thành phố Tobruk phía đông do tướng Khalifa Haftar kiểm soát, cũng yêu cầu chính phủ ngừng xuất khẩu dầu khí sang các nước ủng hộ Israel nếu nước này không ngừng các vụ không kích thảm sát. Các nhà lập pháp Libya còn kêu gọi trục xuất đại sứ của các quốc gia ủng hộ Israel. Cũng trong tháng trước, hãng tin AP dẫn lời thủ tướng Iraq Mohamed Shia al-Sudani cảnh báo rằng nguồn cung dầu Trung Đông cho thị trường quốc tế có thể bị gián đoạn nếu các quốc gia khác tham gia cuộc xung đột giữa Israel và Hamas. Iran là nhà sản xuất dầu lớn thứ 8 thế giới, có khả năng chặn eo biển Hormuz. Tuyến đường qua Hormuz được sử dụng để vận chuyển khoảng 1 phần 3 lượng dầu bằng đường biển của thế giới.